Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Sơn Tây là tỉnh sản xuất than lớn nhất Trung Quốc, gần đây đã phải hứng chịu những trận mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày, đã buộc phải tạm dừng hoạt động tại các hầm mỏ và nhà máy hóa chất do mưa lũ. Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng dẫn đến cắt điện. Chính phủ đã và đang hạn chế việc sử dụng điện tại các cảng và nhà máy, đồng thời cắt điện trên diện rộng ở nhiều khu vực dân cư, nguồn cung than không đủ và giá than tăng cao. Việc đóng cửa các mỏ than ở Sơn Tây được cho là sẽ khiến cuộc khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc trở nên tồi tệ. Kể từ ngày đầu tháng, tỉnh Sơn Tây đã có mưa trong nhiều ngày và chính quyền địa phương đã liên tiếp đưa ra cảnh báo rủi ro khí tượng đối với các thảm họa địa chất và núi lửa và cảnh báo màu xanh lam trong mưa lớn. Tính đến 10 giờ ngày hôm nay, gần 30 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã vượt mực nước an toàn, 15.000 người phải di rời, 35 mỏ than, 110 mỏ phi than, 12 công ty hóa chất nguy hại và 231 công trình đang được xây dựng đã bị đình chỉ. Một số di tích cổ đứng trước nguy cơ lớn trong bị ngập úng hoàn toàn. Văn phòng Sở Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về thảm họa địa chất lớn tỉnh Sơn Tây vừa phát đi thông báo cho biết do lượng mưa lớn, tính đến ngày hôm nay, các thành phố Jinhong, Liang và Linfen đã liên tiếp xảy ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất, gây thương vong. Sau khi tham khảo ý kiến của các quan chức, nó đã được quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp thảm họa địa chất cấp độ 2. Năm nay, Sơn Tây sẽ trở thành tỉnh thứ hai của Trung Quốc trong lịch sử với sản lượng hàng năm hơn 1 tỷ tấn sau Nội Mông. Sản lượng than của Sơn Tây và Nội Mông năm nay lần lượt là 1,263 tỷ tấn và 1,101 tỷ tấn, chiếm 53,7% tổng sản lượng của Trung Quốc. Lũ lụt ở Sơn Tây đã ảnh hưởng đến hơn 1,9 triệu người trong vài ngày qua, khiến 62 mỏ than phải đóng cửa tại một thời điểm. Vì 70% sản lượng điện của Trung Quốc đến từ sản xuất nhiệt điện, nên các mỏ than đã trở thành một mặt hàng rất quan trọng. Trước đây, Trung Quốc đã giảm sản lượng khai thác than để giảm lượng khí thải carbon, nhưng do cuộc khủng hoảng cắt giảm điện năng, hiện Trung Quốc đòi hỏi nỗ lực toàn lực để tăng sản lượng. Sơn Tây sản xuất 1/3 tổng số mỏ than ở Trung Quốc. Do tình trạng tiết kiệm điện, một số lượng lớn doanh nghiệp buộc phải cắt điện vào cuối tháng 9 và các biện pháp cắt giảm điện khác làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Điểm mấu chốt của việc phân bổ điện này nằm ở việc Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung ương Trung Quốc đã chỉ định 10 tỉnh vào tháng 8 để giảm tiêu thụ điện không đạt tiêu chuẩn, và chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp cực đoan để cắt điện và cắt điện để đáp ứng các tiêu chuẩn ngay lập tức. Khu vực duy nhất ở Trung Quốc hạn chế cấp điện cho người dân. Mưa lớn ở Hồ Nam khiến 15 người chết, 7 người mất liên lạc và 1,89 triệu người bị ảnh hưởng. Tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc mưa liên tục từ cuối tháng vừa qua và từ mấy ngày qua, trận mưa lớn nhất và dài nhất trong năm nay đã xảy ra. Tính đến ngày hôm nay, ít nhất 15 người thiệt mạng và 7 người mất liên lạc, số nạn nhân lên tới 1,89 triệu người và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 4,274 tỷ nhân dân tệ, khoảng 18,9 tỷ đô. Theo thông cáo báo chí từ chính quyền tỉnh Hồ Nam, đợt mưa này gần như lan rộng ra toàn tỉnh, với lượng mưa trung bình là 97,9mm, với đỉnh điểm là 189,7mm ở Xiang, Sipujia và Miao Autonomous Prefecture. Cục khí tượng tỉnh Hồ Nam chỉ ra rằng bắt đầu từ tháng 6, Hồ Nam đạt 180,7mm, gần gấp đôi so với các năm trước. Các nhà chức trách đã phát động công tác kiểm soát lũ lụt và kích hoạt cơ chế cảnh báo sớm thiên tai. Tính đến ngày hôm nay, tổng cộng 296.000 người đã được sơ tán. Theo dự báo thời tiết, lượng mưa ở tỉnh Hồ Nam đã tạnh ráo. Trong 2 tuần tới, lượng mưa sẽ nhiều hơn ở phía Nam và ít hơn ở phía Bắc. Mưa May tấn công vào 18 quận và thành phố ở Đài Loan đã ban hành báo cáo đặc biệt về mưa lớn. Lượng mưa tức thời cũng gây ra nhiều thảm họa ở quận Miaoli vào chiều nay và lở núi đã xảy ra. Một tảng đá đã sụp đổ từ bức tường núi ở phía đông tuyến Gangwon Siangtai 72. Tuyến 126 ở thị trấn Taua cũng bị sập nghiêm trọng. Tuyến 124B ở Miao cũng bị mưa lớn cuốn trôi. Chính quyền quận Miaoli và cảnh sát cũng nhắc nhở người dân cẩn thận khi lên núi. Cảnh sát cho biết, cách tuyến 72 Gangwon-tai ở huyện Miaoli, theo hướng giao hu 27,4 km về phía đông, vào khoảng 4 giờ chiều nay, một vụ sạt lở đất bất ngờ xảy ra khiến giao thông một chiều bị gián đoạn. Đơn vị tháo dỡ chướng ngại vật tại km 25 đến 30, 126 County Road, Tau Tau Hip, Miaoli County, cũng xảy ra một vụ sập nghiêm trọng vào khoảng trưa nay. Một lượng lớn đất đá từ trên dốc rơi xuống khiến giao thông hai chiều bị gián đoạn. Trận động đất mạnh 9,18 độ Richter, 417 trường học ở Đài Loan bị hư hại và thiệt hại ước tính khoảng hơn 63,01 triệu NDT. Cao Hùng có nhiều nhất là 93 trường học. Các trận động đất mạnh trong nhiều ngày qua đã gây ra các vết nứt trên tường và sập trần ở nhiều trường học trên khắp Đài Loan. Theo thống kê của Bộ Giáo dục, có tổng cộng 417 trường học bị ảnh hưởng bởi thảm họa và ước tính thiệt hại khoảng 63,01 triệu nhân dân tệ. Thiệt hại chủ yếu ở phía Nam và phía Đông, trong đó Cao Hùng nhiều nhất có 93 trường học, tiếp theo là Hoa Liên và Đài Đông.
Theo Bộ Giáo dục, tính đến 3 giờ chiều ngày hôm qua, có tổng cộng 417 trường học bị ảnh hưởng bởi trận động đất, bao gồm 93 trường ở thành phố Cao Hùng, 46 trường ở huyện Hoa Liên, 43 trường ở huyện Đài Đông, 36 trường ở Tân thành phố Đài Bắc, 27 trường ở thành phố Đài Bắc, 24 trường ở thành phố Đài Nam, 19 trường ở quận Bình Đông, 18 trường ở thành phố Đài Trung, 18 trường ở quận Gia Nghĩa, 17 trường ở quận Miaoli, 15 trường ở thành phố Đào Viên, 14 trường ở quận Tân Trúc, 13 trường ở quận Vân Lâm, 12 trường ở quận Nam Đầu, 9 trường ở quận Trường Hoa, 6 trường ở quận Chi Lan, 5 trường ở thành phố Tân Trúc, 1 trường ở thành phố Ke Elung và quận Ke. Theo báo cáo thống kê về thiệt hại do thiên tai đối với trường học các cấp trong trận động đất 9,18 độ Richter, ước tính thiệt hại ban đầu là hơn 63,01 triệu nhân dân tệ. Nếu chia số lượng thiệt hại cho các quận và thành phố thì khoảng 14 triệu nhân dân tệ trong huyện Đài Đông và khoảng 10,54 triệu nhân dân tệ ở thành phố Cao Hùng. Xếp thứ 3 là huyện Bình Đông với khoảng gần 6,9 triệu nhân dân tệ. 3 trường học bị thiệt hại do thiên tai hàng đầu ở tất cả các cấp ở Đài Loan là Công nghiệp và Thương mại Quốc gia Quân Hàn huyện Đài Đông, với thiệt hại do thiên tai là 7,95 triệu nhân dân tệ. Trường Trung học Quốc gia Di Lan huyện Di Lan với thiệt hại thiên tai là 6,3 triệu nhân dân tệ. Trường Tiểu học Nam Hưng huyện Gia Nghĩa với thiệt hại do thiên tai là 336 triệu. Cục Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Quân Hàn của huyện Đài Đông chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trận động đất đã gây ra thiệt hại cho các thiết bị máy tính, tường của các tòa nhà trong khuôn viên trường bị nứt nghiêm trọng và trần nhà bị sập. Hơn nữa, tại trường Trung học Quốc gia Di Lan ở huyện Nghi Lan, trần nhà của trung tâm hoạt động đã bị đổ, tấm che nắng bị vỡ và ngay cả sân bóng rổ cũng có vết nứt trên mặt đất. Trường Tiểu học Nam Hưng ở huyện Gia Nghĩa xếp thứ 3, sầm, cột và tường của một số phòng học và tòa nhà văn phòng bị nứt, hàng rào phía tây bị nứt. Bộ Giáo dục cho biết số tiền trên chỉ là ước tính sơ bộ và với các báo cáo tiếp theo về khắc phục hậu quả thiên tai, con số thiệt hại sau thiên tai có thể tăng thêm. Khi khắc phục hậu quả sau thảm họa, các trường có thể điền vào hệ thống an ninh trường học của Bộ Giáo dục theo số lượng đánh giá chính xác sẽ được cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận báo cáo với nhân dân điều hành. Bộ Giáo dục cũng chỉ ra rằng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc báo cáo thiệt hại do thiên tai của các trường học trên cả nước, Trung tâm An toàn trường học của Bộ Giáo dục đã mở hệ thống thông báo về thiệt hại do thiên tai và đình chỉ học, và trường có thể báo cáo bất cứ lúc nào. Tòa nhà Hua Li and Julie bị sập, cầu bị vỡ và bị phá hủy Su He vào ngày hôm qua. Tòa nhà cửa hàng tiện lợi ở thị trấn Julie, Hoa Liên bị sập do động đất. Thống đốc huyện Hoa Liên Su He và nhà lập pháp Phu Kun cũng đã đến thăm địa điểm này vào ngày hôm nay. Su He cho biết đã được sự đồng ý của chủ sở hữu và công việc phá dỡ sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay và con đường ở giao lộ sẽ được trải nhựa lại. Cần phải điều tra thêm để xác định xem tòa nhà có liên quan đến việc xây dựng bất hợp pháp và có nguy cơ bị lão hóa hay không. Su He nói rằng tòa nhà bị sập là một tòa nhà 3 tầng rưỡi, đã được sự đồng ý của chủ sở hữu. Công việc phá dỡ sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay và những con đường bị ảnh hưởng gần đó cũng sẽ được trải nhựa lại. Hy vọng để khôi phục lại diện mạo của thị trấn Julie càng sớm càng tốt, cho phép người dân tiếp tục cuộc sống hàng ngày của họ. Về việc liệu tòa nhà có vi phạm pháp luật hay nguy hiểm cho người già hay không, điều đó vẫn còn được làm rõ. Su He cũng cho biết hiện tại cầu Gao Liao và cầu Lun Tian đã bị hỏng, thậm chí cầu Trang Phu cũng rất nguy hiểm và đây là những con đường giao thông quan trọng cho mọi người đi lại vào các ngày trong tuần. Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị có thể đến hiện trường sớm nhất để hỗ trợ, phá dỡ, xây dựng lại, nếu không có thể ảnh hưởng đến an toàn đường dân sinh và khiến các ngành công nghiệp địa phương gặp khó khăn. Về 60 ngọn núi đá và ngọn núi Chi Ke bị thiệt hại nặng nề do thảm họa, Su He cho biết văn phòng thị trấn và tổng cục đường cao tốc hiện đã cử máy móc hạng nặng vào và tiếp tục di chuyển. Cảm ơn các homestay và nhà dân địa phương đã giải phóng không gian. Ngoài ra, Lin Jun Ting, tránh thanh tra văn phòng công tố quận Hoa Liên, chỉ ra rằng văn phòng công tố quận đã giao cho các công tố viên đặc biệt tìm kiếm và điều tra thiệt hại đối với các cơ sở công cộng do trận động đất gây ra, đồng thời liên hệ với các đơn vị liên quan để bảo quản bằng chứng làm rõ nhiệm vụ. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại. MiG-21 là một trong những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 3 được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử hàng không thế giới, tính từ chuyến bay đầu tiên vào năm 1955. Trong hai cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng không quân của ta đã dùng MiG-21 để bắn hạ hàng trăm máy bay tối tân nhất của địch, trong đó có cả siêu pháo đài B-52. Vào thời điểm đó, MiG-21 chính là nỗi khiếp sợ thật sự của các phi công Mỹ khi xâm phạm vào vùng trời miền Bắc.
Ngày nay, sau gần nửa thập kỷ phục vụ, toàn bộ phi đội tiêm kích đánh chặn MiG-21 của Không quân Nhân dân Việt Nam đã được nhận sổ hưu và rút khỏi lực lượng trực chiến, nhường chỗ cho các chiến đấu cơ thế hệ mới hiện đại hơn. Cụ thể là dòng cường kích cánh cục cánh xe Su-22 đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra không phận. Đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra là về số phận của những chiếc én bạc trên. Chúng sẽ được đưa ra bảo tàng, hoán cải công năng hay thực hiện một vai trò gì khác? Trong diễn biến đó, một chuyên gia phi công quân sự Nga đã khuyên nên biến MiG-21 thành phiên bản UAV. Liệu đây có phải là một phương án hợp lý, hiệu quả không? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích trong video ngày hôm nay. Trước tiên chúng ta cần biết được số tiêm kích đánh chặn MiG-21 hiện đang như thế nào, đã đưa ra bảo tàng hoán cải công năng chưa hay đã hoàn toàn bị bỏ đi. Để trả lời được câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần nhìn sang các quốc gia khác khi mới rút bất kỳ một chủng loại vũ khí nào đó ra khỏi biên chế chiến đấu. Thì trong vòng vài năm sau, thậm chí đến hàng chục năm sau, chúng vẫn sẽ nằm trong danh sách vũ khí dự bị, chứ không phải tháo dỡ ra để bán sát vụn. Việc làm này nhằm mục đích đề phòng các tình huống xấu xảy ra, chẳng hạn như chiến tranh cường độ cao trong tương lai, khi các loại vũ khí khí tài khác bị tiêu hao với số lượng lớn, thì những vũ khí đã từng bị loại bỏ kia sẽ được tái ngũ một cách khẩn cấp, lấp đầy khoảng trống. Thực tế chứng minh, Việt Nam chúng ta cũng đã thực hiện đúng với quy trình trên ngay trước khi MiG-21 chính thức chia tay bầu trời. Kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam đã phát động phóng sự, trong đó ghi lại cảnh những chiếc chiến đấu cơ cuối cùng thuộc loại này được đại tu và sửa chữa lần cuối tại nhà máy A-32. Việc được bảo dưỡng kỹ thuật đầy đủ như vậy cho thấy MiG-21 đã đổi sang một chế độ mới, bảo quản niêm cất dài hạn trong nhà chứa máy bay, đồng thời đưa vào danh sách khí tài dự bị. Theo kinh nghiệm và chia sẻ của những người thợ kỹ thuật hàng không, nếu khéo léo thu gom phụ tùng lại từ nhiều chiếc chiến đấu cơ khác nhau thì khoảng 5 máy bay cũ sẽ cho ra đời được một máy bay mới với tình trạng kỹ thuật tương đối tốt. Căn cứ vào những dẫn chứng được đưa ra bên trên, có thể nhận định rằng nếu như thực sự có một yêu cầu chiến đấu khẩn cấp, tiêm kích đánh chặn MiG-21 rất có thể sẽ quay lại bầu trời, thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh chóng, lập thêm nhiều chiến công hiển hách khác. Nhiều chuyên gia dự báo rằng ít nhất là khoảng 10 năm nữa, những chiếc máy bay chiến đấu này mới thực sự hoàn thành nhiệm vụ của mình và nhận chế độ hưu trí hoàn toàn. Ngoài ra, nếu như không thể sử dụng MiG-21 với chức năng và nhiệm vụ như ban đầu, Việt Nam chúng ta đã có một ý tưởng, đó là biến những chiếc máy bay không người lái UAV. Đây là thông tin mà chúng mình ghi nhận lại được trên một trang fanpage có tên là Việt Defense Việt Nam. Nghe xong cũng khá hấp dẫn phải không ạ? Thế nhưng kế hoạch có phần nào táo bạo này có trở thành hiện thực hay không? Một chiếc chiến đấu cơ bị đánh giá là cũ kỹ lạc hậu có thể đạt được dấu ấn mới trong chiến tranh hiện đại hay không? Chúng ta sẽ cùng phân tích. Có một điều mà các bạn hoàn toàn có thể yên tâm với quân đội nhân dân Việt Nam, đó là lực lượng này nổi tiếng với cách tiếp cận chủ động, tích cực đối với những trang bị, kỹ thuật hiện có trong tay. Không có gì là được gọi là thừa đối với Việt Nam ta cả. Tương tự với MiG-21, khi đã quá lạc hậu sẽ nghiên cứu chuyển đổi sang một cái gì đó mới hơn và đặc biệt là có tính ứng dụng cao. Máy bay không người lái UAV là một lựa chọn quá phù hợp, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho lực lượng không quân Việt Nam. Thứ nhất, lợi ích đầu tiên mà UAV được tạo ra từ MiG-21 này đem lại đó là mục tiêu trên không trong các cuộc diễn tập của lực lượng phòng không. Những phương tiện máy bay MiG-21 không người lái sau khi được chuyển đổi công năng, nó được sử dụng là mục tiêu trong các cuộc diễn tập của lực lượng phòng không không quân hay còn được hiểu là những bia bay. MiG-21 chắc chắn sẽ phục vụ tốt cho công tác huấn luyện kỹ năng chiến đấu của các đơn vị phòng không, có thể là trong quá trình đào tạo phi công tiêm kích bằng các mô phỏng các chiến đấu cơ hạng nhẹ hoặc tên lửa hành trình, phục vụ các bài tập đánh chặn mục tiêu bay tốc độ cao. Những địa bay này hứa hẹn có thể tạo ra một môi trường đối đầu cho các binh sĩ, sĩ quan được rèn luyện gần gũi hơn với thực tiễn. Phương án thứ hai, biến các MiG không người lái thành những tên lửa hành trình tấn công mặt đất, tức là những UAV làm nhiệm vụ tấn công. Các chuyên gia quân sự đánh giá, do có cấu trúc khí động máy bay tiêm kích nên MiG-21 rất phù hợp với những yêu cầu của các chiến dịch tấn công cảm tử. Một chiếc chiến đấu cơ đã lạc hậu sẽ có lợi hơn nếu biến chúng thành những tên lửa hành trình tấn công, mang theo đầu đạn lớn, đơn giản chỉ cần tháo bỏ ghế phóng và bàn điều khiển tạo ra không gian trống để chứa thuốc nổ, đồng thời lắp đặt một hệ thống dẫn đường, vậy là xong. Mặc dù khó có khả năng bay thấp, luồn lách và bám địa hình như những tên lửa hành trình thực thụ,
Thế nhưng, nếu thực sự sử dụng chúng với quy mô lớn, những chiếc UAV cảm tử này chắc chắn sẽ là ác mộng kinh hoàng cho bất kỳ hệ thống phòng không nào. Ngoài nhiệm vụ thu hút hỏa lực của đối phương tạo điều kiện cho các tên lửa hành trình thế hệ mới dễ dàng tiếp cận mục tiêu, những chiếc UAV hoán cải từ chiến đấu cơ thế hệ cũ này còn là phương tiện tấn công vô cùng lợi hại. Không kẻ địch nào dám khẳng định rằng có thể đánh chặn được 100% số chiến đấu cơ không người lái ấy. Chỉ không may để lọt một chiếc thôi thì cái giá phải trả cũng rất đắt rồi. Thay vì phải mạo hiểm tính mạng của phi công từng qua đào tạo lâu dài và rất tốn kém, sẽ là một phương án khôn ngoan hơn khi sử dụng UAV vũ trang hoặc là một chiếc máy bay không người lái siêu thanh. Khí cụ bay này sẽ do chính các phi công điều khiển nhưng là từ một sở chỉ huy nào đó, cách xa khu chiến sự, sự an toàn được đảm bảo hoàn toàn. Trong trường hợp xấu hơn, hệ thống phòng không hoặc các chiến đấu cơ của kẻ địch bắn hạ chiếc UAV này thì cũng không quá đáng tiếc. Bởi lẽ máy bay đã cũ rồi và cũng bị loại biên, không thuộc trong biên chế chính quy quân đội nữa. Phương án thứ ba cũng là phương án cuối cùng. Đó là biến chúng thành những trinh sát trận địa với nhiệm vụ quan sát mục tiêu và truyền hình ảnh động thu về trung tâm, hỗ trợ trung tâm đưa ra chỉ thị không kích hay pháo kích. Việc sử dụng các UAV với nhiệm vụ như vậy, người chỉ huy có thể quan sát kỹ từ trên cao các mục tiêu quân sự, sau đó bình tĩnh ngắm rồi phóng đạn để tiêu diệt. Mục tiêu sẽ không hề hay biết về sự có mặt của UAV ở ngay trên đầu mình, hoặc khi phát hiện ra được thì cũng đã quá muộn, trở tay không kịp. Bên cạnh đó, do chụp và quay lại được các hình ảnh và video ghi chi tiết về hiện trường, sau khi mục tiêu bị tấn công, UAV sẽ cung cấp về chỉ huy phương tiện nhằm tuyên truyền cũng như hăm dọa tâm lý bất kỳ kẻ địch nào. Đây cũng chính là phương án mà Azerbaijan đã sử dụng khi giao tranh với lực lượng của Armani trên khu vực tranh chấp ly khai. Azerbaijan đã hoán cải AN-2, chiếc máy bay dân dụng thời Liên Xô từ những năm 1947, thành những UAV trinh sát. Những UAV này thực hiện nhiều nhiệm vụ như cung cấp tham số mục tiêu cho lực lượng pháo binh, do thám trận địa đối phương, nhằm xác định chi tiết các vị trí phòng không của kẻ thù. AN-2 UAV có tốc độ bay vô cùng chậm, khi lọt vào trận địa phòng không của đối phương một cách nhanh chóng sẽ thu hút được hỏa lực của họ. Đối phương khi ấy tập trung bắn phá, vô tình làm lộ ra vị trí kho vũ khí khí tài của mình, từ đó UAV có thông tin và truyền về cho sở chỉ huy đối thủ lộ trận địa. Lúc này, các UAV vũ trang đã chuẩn bị từ trước mới ra mặt tham chiến, sử dụng nhiều loại hỏa lực đã được trang bị sẵn để công kích, khiến cho đối phương bất ngờ trở tay không kịp. Kết quả là họ phải nhận về những tổn thất vô cùng lớn. Đây có thể đánh giá là một phương án tác chiến hợp lý trong môi trường chiến tranh hiện đại, vừa giúp giảm thiểu một cách tối đa thiệt hại về mặt nhân lực, lại có hiệu quả hơn rất nhiều so với những phương án tác chiến theo truyền thống. Chưa kể đến mặt kinh tế, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng, sự chuyển đổi từ những chiếc máy bay vận tải hạng nhẹ AN-2 với hai tầm cánh lạc hậu và lỗi thời sang UAV sẽ thu hút được hỏa lực của đối thủ cực kỳ tốt, lại tiết kiệm lớn về mặt chi phí. Khi mà tận dụng lại một số lượng lớn những chiếc máy bay đã già cỗi, khả năng vận hành cũng như tính năng tác chiến không còn được đảm bảo. Đó quả thực là một nước đi hay, có thể áp dụng ngay vào thực tiễn tại Việt Nam chúng ta. Trên thực tế, đã có rất nhiều quốc gia thực hiện phương án này, không chỉ mình Azerbaijan biến những chiếc máy bay cũ kỹ thành máy bay không người lái UAV, điển hình như Mỹ vào tháng 3 năm 2016 với 30 chiếc máy bay chiến đấu F-16 đã chính thức được nghỉ hưu của mình. Quân đội nước này đã hoán cải chúng thành những chiếc máy bay không người lái với mục đích làm bia bắn tập cho phi công, định danh là QF-16. Trong đó, quy viết tắt của UAV, QF-16 được sử dụng gói thiết bị UAV đặc biệt do các chuyên gia của Boeing thiết kế, trong đó sẽ phải tháo dỡ pháo 20mm và radar APG-6668. Trên máy bay chiến đấu có điều khiển, sau đó lắp đặt các thiết bị điều khiển từ xa lên. Các thiết bị điều khiển này sẽ có nhiệm vụ như một phi công ảo, hỗ trợ người điều khiển mặt đất di chuyển QF-16 như một chiến đấu cơ thật thụ, phục vụ trong những bài tập không chiến của phi công Mỹ. Không quân nước này đã đặt ra chỉ tiêu tạo ra một phi đội bay QF-16 với khoảng 120 chiếc vào năm 2019. Năm 2022 hoàn thành khoảng 210 chiếc để phục vụ cho công tác huấn luyện đội ngũ phi công đông đảo của mình. F-16 cũng không phải là loại máy bay duy nhất được hoán cải. Vào thời điểm trước, hàng loạt những chiếc máy bay như F-4, F-106, F-100 hay F-102 cũng đều đã được chuyển thành bia bắn tập cho phi công nước này. Ấn Độ gần đây cũng có những bước tiến đáng kể, những sự phát triển vượt bậc trong việc biến đổi chiến đấu cơ thành máy bay không người lái UAV.
Cụ thể, quốc gia này đang tiến hành thực hiện một dự án nghiên cứu và phát triển được đánh giá đầy tham vọng nhằm mục đích chuyển đổi máy bay chiến đấu mới nhất thành UAV. Các bạn thấy đấy, với rất nhiều những minh chứng điển hình có thể thấy rằng việc quân đội ta biến MiG-21 thành UAV là một bước đi vô cùng hợp lý, đem lại hiệu quả tích cực cả về mặt con người lẫn kinh tế. Mới đây, tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đã chính thức tiến vào Biển Đông và tới đất nước Singapore bất chấp những cảnh báo từ phía Trung Quốc. Động thái này của London có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh trên Biển Đông vẫn tiếp tục có những tranh chấp ngày càng gia tăng về chủ quyền biển đảo? Liệu đây có phải là một hành động nhằm thách thức đối với Trung Quốc trước những bành trướng yêu sách vô lý của quốc gia này? Với sức mạnh được đánh giá là siêu khủng của đội tác chiến tàu sân bay Anh, liệu Trung Quốc có sợ hãi Việt Nam ta, một trong những quốc gia đối đầu trực tiếp trong những tranh chấp trên Biển Đông, sẽ được hưởng lợi gì từ hành động này? Chúng ta sẽ cùng khám phá trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, kể từ đầu năm 2021, nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã chính thức rời cảng Portsmouth để đến châu Á, bắt đầu hành trình vượt qua quãng đường hơn 40.000 km với lịch trình thăm 40 quốc gia và góp mặt vào hơn 70 hoạt động phối hợp trên biển với nhiều nước khác nhau, dự kiến sẽ quay về nước vào cuối năm nay. Trung tâm của nhóm tác chiến này là tàu sân bay HMS Queen Elizabeth lớn và hiện đại bậc nhất của Anh. Theo cùng là đội tàu hộ tống bao gồm hai tàu hộ vệ tên lửa lớp Type 23, hai tàu khu trục phòng không lớp Type 45, một tàu vận cỡ lớn và một tàu vận tải hạm đội. Hà Lan cũng đã góp lực lượng cho nhóm tác chiến trên với tàu hộ vệ phòng không, trong khi đó Hoa Kỳ có sự góp mặt của tàu khu trục USS Theodore Roosevelt và một phi hành đoàn tiêm kích thủy quân lục chiến số 211. Bộ Quốc phòng Anh chia sẻ với báo chí rằng nhóm tàu sân bay này tập hợp lực lượng trên biển và trên không lớn nhất từ trước đến nay từng được triển khai. Cũng chính vì vậy, hải trình lần này được đánh giá là đợt hiện diện lớn nhất của Hải quân Anh trong thời bình suốt 25 năm qua, như một bước để đánh dấu sự quay trở lại. London tuyên bố rằng nhóm tàu sân bay sẽ tiến sâu vào Biển Đông để tham gia vào các chiến dịch tự do hàng hải, tuy nhiên sẽ không đi qua eo biển Đài Loan. Bất chấp việc Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền gần như tại toàn bộ vùng biển này, đội tàu vẫn tiếp tục hành trình đã được đưa ra. Điều này khiến Trung Quốc vô cùng phẫn nộ, bên cạnh đó cũng có những sự dè chừng nhất định. Trung Quốc ra sức phản đối sự hiện diện bất kỳ một lực lượng hải quân châu Âu nào trong vùng biển có yêu sách chủ quyền của họ. Vì thế, khi nhận được thông tin, họ đã liên tục đưa ra những cảnh báo cho đội tác chiến tàu sân bay Anh rằng họ không được tiến hành bất cứ hành động nào không thích hợp. Bắc Kinh còn tuyên bố sẽ theo dõi chi tiết hoạt động của nhóm tàu chiến Anh và coi đây như một cơ hội để nghiên cứu, tập dượt và có được cái nhìn cận cảnh về một trong những chiến hạm hiện đại bậc nhất của London. Bên cạnh đó, quốc gia này còn cáo buộc Anh vẫn tiếp tục sống trong thời kỳ thực dân, hồi tưởng lại những ngày tháng huy hoàng của đế quốc Anh, sau đó là động thái tập trận ở vùng biển ngoài khơi phía đông nam tỉnh Quảng Đông. Cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc CCP, tờ báo Diều Hâu Hoàn Cầu còn mạnh miệng tuyên bố, lực lượng hải quân thuộc Quân đội Giải phóng Trung Quốc đang trong trạng thái cao độ và sẵn sàng tác chiến. Điều đó khẳng định rằng Trung Quốc đã sẵn sàng cho những cuộc tranh chấp đối đầu. Trong ấn bản hôm trước, Hoàn Cầu Thời báo cũng đề cập đến sự kiện nói trên và cảnh báo việc điều tàu chiến vào bên trong khu vực 12 hải lý chủ quyền của Trung Quốc chính là sự thách thức trực tiếp và lợi ích cốt lõi của quốc gia này tại Biển Đông. Bên cạnh đó còn nhấn mạnh, đó là một sai lầm của London. Một số chuyên gia thuộc Đại học Bắc Kinh cũng tham gia bình luận vấn đề này trên Thời báo Hoàn Cầu. Họ cho rằng Anh đã bị Mỹ xúi giục. Từ trước đến nay, Anh vẫn luôn tập trung từ chối khéo việc theo Mỹ, đối đầu với Trung Quốc hay có những hành động trực tiếp khiêu khích Trung Quốc như vậy. Do vậy, Trung Quốc chờ đợi Hải quân Anh, hy vọng Hải quân nước này sẽ thận trọng, không nghe theo xúi giục và từ bỏ ý định tiến sâu vào vùng biển có yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Thế nhưng đó chỉ là những thông báo trên truyền thông. Thực chất, hành động này của tàu chiến Anh có phần khiến cho Bắc Kinh dè chừng. Không dè chừng sao được khi nhóm tác chiến quy tụ những lực lượng trang bị vũ khí hiện đại bậc nhất. Chưa kể đó không chỉ bao gồm tàu chiến của Anh mà nó còn có sự góp mặt của nhiều quốc gia khác nữa. Nếu Trung Quốc có hành động gây hấn, chẳng khác nào động phải tổ kiến lửa. Các cụ ta đã có câu, hai đánh một không chột thì què, một mình sao có thể đấu chọi chiến đấu với vài quốc gia cùng một lúc phải không ạ? Nhất là trong bối cảnh khi quan hệ Mỹ-Trung đang ngày càng xuống cấp trầm trọng.
Trung Quốc càng cần hơn những đồng minh nghiêng về phía mình ủng hộ họ trong những bước đi tiến tới ngôi vị bá chủ thế giới, thế nên gây hấn lúc này là điều không nên làm. Thế nhưng động thái này liệu có phải do Mỹ xúi dục hay Hoàng gia Anh tự ý thực hiện là có chủ đích? Thực tế, phải khẳng định rằng việc triển khai nhóm tàu tác chiến tại Địa Trung Hải, vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương di chuyển đến nhiều khu vực là có chủ đích, những hàm ý chiến lược nhất định của Anh, đặc biệt là đối với quốc gia Trung Quốc. Thứ nhất, đây là cơ hội lớn để Anh thể hiện sức mạnh hải quân của mình song song với nhiệm vụ kiểm tra tàu sân bay mới hiện đại bậc nhất HMS Queen Elizabeth, minh chứng cho sự khôi phục của Hải quân Hoàng gia Anh, lực lượng hải quân hàng đầu châu Âu chính thức chấm dứt kỷ nguyên thù mình. Đồng thời, giai đoạn hiện nay chính là thời điểm mà Anh quốc bắt đầu công cuộc tái xây dựng lại vị thế chiến lược của mình trên bình diện toàn cầu. Đây tuy chỉ là một việc làm đơn giản, nhưng lại có tính hoàn thiện cao trong chiến lược của Anh quốc thời kỳ hậu Brexit. Bởi lẽ, những can dự của Anh tại châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Cực, Trung Đông, quanh phía Canada đều đã thường xuyên rồi. Riêng khu vực Đông Nam Á, phía Tây Thái Bình Dương, Đông Bắc Á là những khu vực mà Anh chưa có nhiều hoạt động trong khoảng 12 năm trở lại đây. Thứ hai, nó còn nhằm thể hiện rõ cam kết làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác về quân sự của Anh với những đối thủ của Trung Quốc như Ấn Độ, Mỹ, Úc và Nhật Bản. Mặt khác, Anh còn muốn nâng cao khả năng tác chiến liên hợp cũng như ngoại giao về quốc phòng với các quốc gia đồng minh và đối tác chiến lược tại các khu vực thiết yếu trên toàn thế giới. Mục đích cuối cùng không gì khác, động thái này chính là một tín hiệu răn đe không chỉ từ Anh mà còn từ chính cường quốc Hoa Kỳ, thách thức tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng cũng như độc chiếm khu vực của quốc gia Trung Quốc. Hai cường quốc hải quân hàng đầu thế giới như muốn khẳng định rằng họ sẽ chống lại những mưu đồ nhằm thực thi yêu sách chủ quyền vô lý đến từ Trung Quốc. Như các bạn cũng đã biết, Biển Đông là một trong những tuyến đường thủy chiến lược, có đến 1/3 lưu lượng vận tải biển trên toàn thế giới cần đi qua khu vực này. Trong khi đó, Bắc Kinh lộng hành, tuyên bố yêu sách chủ quyền trái phép gần như trên khắp cả Biển Đông. Chính quyền nước này đã và đang thực hiện trái phép rất nhiều hoạt động như xâm nhập địa phận và đánh chìm tàu nước ngoài, sử dụng tàu cá để làm lực lượng dân quân biển ở Biển Đông, xây dựng nhiều đảo nhân tạo mới, bỏ ngoài tai những phán quyết của Tòa án Quốc tế năm 2016. Bắc Kinh vẫn tiếp tục rêu rao, khẳng định chủ quyền đối với phần lớn lãnh hải thuộc vùng biển tranh chấp, liên tục cho xây dựng các bãi đá, những đường băng nhân tạo. Đây được cho là những hành động nhằm thúc đẩy tham vọng của Trung Quốc biến Biển Đông thành một bàn đạp để cạnh tranh quyền lực, tầm ảnh hưởng với Hoa Kỳ và không loại trừ cả sự cạnh tranh với phương Tây. Chính những hành động này đã khiến nhiều quốc gia nóng mắt. Trung Quốc vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ không chỉ các nước trong khu vực mà cả các quốc gia phương Tây khác. Với những hành động ngang ngược của mình, việc Hải quân Hoàng gia Anh và Mỹ tăng cường triển khai lực lượng tại Biển Đông là một động thái hoàn toàn hợp lý. Nó sẽ khiến Trung Quốc khó khăn hơn trong mưu đồ bành trướng, thống trị các vùng biển cận kề cũng như nhăm nhe dọa nạt các quốc gia nhỏ hơn. Đó là những chủ đích của Hoàng gia Anh cũng như cường quốc hàng đầu thế giới hiện nay Hoa Kỳ. Còn Việt Nam chúng ta liệu có được hưởng lợi gì từ động thái trên? Rất có thể đây là một tín hiệu đáng mừng cho mối quan hệ đối tác Anh quốc Việt Nam, một bước đệm để tăng cường mối quan hệ hợp tác, tới quan hệ cấp đối tác chiến lược, tiến tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tính tới thời điểm này, Việt Nam đã có quan hệ ở mức này với hai quốc gia là Nga và Trung Quốc. Nói như vậy để có thể thấy, không hề có sự ngăn cản nào để hạn chế khả năng Việt Nam nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia khác ngoài hai nước kia. Mà ví dụ cụ thể và xác thực nhất hiện tại có thể là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Anh quốc. Sự hợp tác này chắc chắn sẽ đem đến cho Việt Nam nhiều cơ hội hơn về nhiều mặt, từ kinh tế cho đến sức mạnh quốc phòng. Trong bối cảnh hiện tại, trước sự nhăm nhe vùng lãnh hải của Trung Quốc, gia tăng tiềm lực hải quân là một điều thiết yếu của Việt Nam. Trong khi đó, Hải quân Hoàng gia Anh được đánh giá là một trong những lực lượng hải quân hàng đầu thế giới, được trang bị vũ khí hiện đại bậc nhất. Sự hỗ trợ của quốc gia này chắc chắn sẽ có những đóng góp đáng kể trong việc nâng cao năng lực hải quân nước ta, cả về mặt nhân sự lẫn trang bị. Bên cạnh đó, thẳng thắn mà nói, Biển Đông là một địa bàn vô cùng quan trọng đối với Trung Quốc bởi đó là con đường duy nhất để quốc gia này vươn ra biển, vươn lên tranh giành vị trí số 1, khẳng định tầm ảnh hưởng trong khu vực nói riêng cũng như trên toàn thế giới nói chung. Vậy nên bằng bất cứ giá nào, Trung Quốc cũng sẽ làm để chiếm đoạt bằng được. Trong tình hình đó, ngoài việc tự bảo vệ các chủ quyền hợp pháp của mình tại vùng biển, khu vực, hành động nhóm tàu tác chiến Anh quốc đi vào Biển Đông được cho như sự đồng tình giúp đỡ Việt
Việt Nam trước sự bành trướng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Sự đồng tình giúp đỡ của các nước bạn chắc chắn là sự cần thiết đặc biệt quan trọng trong nỗ lực đấu tranh ngăn cản, bảo vệ các quyền chủ quyền và các quyền hợp pháp khác của Việt Nam chúng ta trên Biển Đông. Như các bạn đã biết, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, núi liền núi, sông liền sông. Lịch sử Việt Nam và Trung Quốc đã xảy ra rất nhiều cuộc giao tranh đẫm máu. Chúng ta đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến chống lại âm mưu thôn tính của gã khổng lồ phương Bắc này. Ngày nay, mặc dù quan hệ giữa hai quốc gia đang tạm thời lắng xuống, sau một thời gian dài có những tranh chấp gay gắt, chủ đề về việc tấn công Việt Nam vẫn được các diễn đàn mạng tại Trung Quốc khai thác. Đặc biệt, hiện nay hai nước đang đấu tranh về vấn đề chủ quyền biển đảo và trong quá trình tranh luận đó thì một số dân mạng Trung Quốc đã thay đổi cách tấn công của Trung Quốc đối với Việt Nam. Họ muốn tấn công nước ta thông qua Biển Đông thay vì nhận phải những thất bại ê chề tại đất liền trong quá khứ. Đây là một cách tấn công khá mới mẻ và cũng rất nguy hiểm đối với Việt Nam chúng ta. Vậy thì chú ý của họ là như thế nào và những hành động ứng phó của chúng ta với họ ra sao? Hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, Việt Nam chúng ta được trải dài theo chiều dọc từ Bắc và Nam và được Biển Đông bao bọc ở toàn bộ phía Đông và phía Nam. Theo ý kiến của những cư dân mạng Trung Quốc, trong bài viết đó, trong hàng ngàn năm qua, quốc gia này đã cố gắng xâm chiếm nước ta nhưng không thành công. Với địa hình đồi núi dày đặc ở phía Bắc, các đội quân của họ không thể dàn quân thành hàng ngang để tiến lên như tại các vùng đồng bằng hay là lãnh nguyên mà phải đi theo những con đường độc đạo xuyên qua các dãy núi. Những con đường như thế để Trung Quốc tiến vào Việt Nam là rất ít lại cực kỳ nguy hiểm. Đây cũng là lý do tại sao trong quá khứ, người Việt Nam chúng ta luôn có thể dự đoán được đường hành quân của các đội quân xâm lược từ phương Bắc và có thể nhanh chóng chuẩn bị phòng ngự một cách hiệu quả. Cùng với đó, vì phải vượt qua những địa hình phức tạp cũng khiến việc triển khai các phương tiện chiến tranh hiện đại của họ gặp nhiều khó khăn. Điển hình như đại chiến tranh biên giới năm 1979, phương tiện chiến tranh được họ sử dụng là pháo do tầm bắn xa và rất áp chế, còn xe tăng lại không có nhiều hiệu quả lắm trong vùng đồi núi. Tuy nhiên, hiện nay như mình đã nêu, nhiều người Trung Quốc đang muốn thay đổi cách tiếp cận đối với nước ta. Họ nghĩ rằng thay vì áp đảo trên đất liền, quốc gia của họ nên có phương án tấn công Việt Nam từ phía biển. Những người này cho rằng với địa hình dài và hẹp của mình, Việt Nam chúng ta sẽ bị chia cắt khi bị tấn công từ phía biển. Từ sự chia cắt đó, đất nước ta sẽ không kịp tiếp ứng được với nhau và sau đó họ có thể nhanh chóng đưa quân vào để phát triển quân về hai phía đất nước hoàn thành việc xâm lược nước ta. Bỏ qua những nhận định trên của người Trung Quốc, mình nghĩ rằng nhiều bạn sẽ cảm thấy khá thông cảm cho những tấm chiếu mới này. Mình nghĩ là những nhận định này phần lớn họ dựa vào những gì mà Liên quân Pháp và Tây Ban Nha đã làm khi mà xâm lược Việt Nam vào cuối những năm thế kỷ 19. Tuy nhiên hiện nay cách tiếp cận này có còn hiệu quả hay không và họ sẽ phải đối mặt với những điều gì tại Việt Nam chúng ta nếu như lựa chọn con đường này nhỉ? Đầu tiên, hiện nay với sự đầu tư mạnh tay trong thời gian vừa qua, lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc cả về lượng và chất. Tuy rằng chưa phải quá mạnh, nhưng các lực lượng phòng ngự bờ biển nước ta, tương quan lực lượng giữa ta và các nước khác cũng không quá chênh lệch. Như cuối thế kỷ 19 khi Pháp tiến hành xâm lược nước ta nữa, chỉ trong vòng 2 năm gần đây chúng ta đã liên tục đóng mới tàu chiến cho Hải quân cũng như các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Hiện nay lực lượng kiểm ngư Việt Nam là một trong những lực lượng tuần tra mạnh tại Biển Đông. Tầm hoạt động của các tàu cảnh sát biển của chúng ta thậm chí còn vươn tới khu vực đường lãnh hải, còn nếu mạnh miệng có thể nói là vượt ra ngoài đường phân định đó. Điển hình cho sự lớn mạnh này chính là khả năng bảo vệ công dân Việt Nam đã được tăng cao. Nếu như các bạn chịu khó theo dõi những tin tức về tranh chấp trên Biển Đông giữa Việt Nam và các quốc gia khác ngoài Trung Quốc thì hẳn các bạn cũng sẽ biết anh bạn Indo vừa cắn lén và định ra một loại tiền chuộc. Trong thời gian qua, họ liên tục có những động thái hà hiếp ngư dân Việt Nam. Chỉ cần ngư dân Việt Nam hoạt động gần lấn sang đường lãnh hải một chút hoặc thậm chí là chưa qua khỏi thì họ cũng sẽ tấn công và bắt giữ các tàu cá này và đòi tiền chuộc. Và nếu như không đòi được thì họ sẽ phá hủy các tàu này bằng thuốc nổ. Tuy nhiên, như mình đã nói ở trên, lực lượng chấp pháp trên biển đã cho phép Việt Nam có những động thái mạnh tay hơn trong việc thể hiện sự cứng rắn trong việc bảo vệ ngư dân. Chắc hẳn là các bạn vẫn còn nhớ sự việc ngư dân Việt Nam đang đánh bắt cá trong khu vực thuộc biển Việt Nam thì bị tàu hải quân của Indo áp chế và bắt về nước. Tuy nhiên, ngay lập tức các tàu cảnh sát biển của chúng ta đã xuất hiện và thực thi phi vụ giải cứu ngoạn mục. Các tàu ngư dân này từ trong tay của hải quân nước bạn.
cùng với hải quân, lực lượng phòng ngự bờ biển của nước ta cũng đầu tư mạnh mẽ. Chúng ta có các loại pháo bờ biển cho tới tên lửa bờ biển đủ sức tạo thành lưới lửa bao trùm trong phạm vi vùng lãnh hải. Ngoài ra, một lực lượng cũng được tăng cường đáng kể chính là không quân. Đây chính là thành phần quan trọng trong tác chiến trên biển. Gần đây, không quân cũng là một trong những lực lượng được đầu tư mạnh mẽ để tiến thẳng lên hiện đại. Hàng loạt máy bay Sukhoi thế hệ 4 và 4 cộng đã được mua về để đáp ứng nhu cầu tác chiến biển. Cùng với đó, nếu như Trung Quốc muốn tấn công miền Trung nước ta thì cũng không hề dễ dàng như họ nghĩ. Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từng nói, nếu chiến tranh đến từ phương Bắc thì các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa sẽ trở thành cơ sở cho toàn bộ đất nước. Các tỉnh này sẽ là căn cứ mạnh nhất, tốt nhất và hiệu quả nhất. Nếu các bạn chưa biết thì Thanh Hóa được dự tính là chốt chặn trong trường hợp miền Bắc bị tấn công. Nếu các lá chắn thép ở miền Bắc bị chọc thủng thì ba tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh sẽ trở thành thủ đô kháng chiến, là nơi phòng thủ vững chắc, là bàn đạp phản công. Ngược lại, nếu xảy ra biến ở phía Nam, đối phương cũng sẽ phải vượt qua ít thầu này. Nếu như muốn tiến đến Hà Nội, không phải tự nhiên mà khu vực Bắc Trung Bộ lại được bố trí nhiều đơn vị thiện chiến nhất, đóng quân ở các vị trí hiểm trở, có tính chiến lược, không chỉ mang tính phòng thủ mà còn có thể triển khai tấn công phủ đầu khi có yêu cầu. Trong khi đó, Trung Quốc được biết đến như là một quốc gia có nguồn nhân lực và vật lực hàng đầu thế giới hiện nay. Tuy nhiên, họ lại không thể huy động tất cả lực lượng của mình để đối đầu với nước ta. Như các bạn cũng đã đọc hoặc là nghe qua nhiều, Trung Quốc là một quốc gia khá hiếu chiến, mặc dù họ mang danh quốc gia trỗi dậy hòa bình. Trong số 14 quốc gia giáp biên giới thì Trung Quốc đã có tranh chấp đối đầu với 13 quốc gia. Cùng với đó, nước này đang nuôi tham vọng vươn lên vị trí số 1 toàn cầu. Do đó, chắc chắn quốc gia này phải luôn duy trì một lực lượng nhất định với các quốc gia có tranh chấp với mình. Đồng thời, bản thân nội tại của họ cũng tồn tại hàng loạt vấn đề, từ xung đột dân tộc và sự ly khai của các khu vực tự trị. Do đó, họ cũng cần phải duy trì một lực lượng lớn trong chính quốc gia của họ để có thể đảm bảo xử lý được vấn đề phát sinh. Cho nên, lực lượng mà họ có thể mang sang để so găng với chúng ta có lẽ cũng sẽ là một dấu chấm hỏi to đùng. Tất cả vẫn còn tùy thuộc vào nước cờ mà Trung Quốc, Việt Nam cũng như các quốc gia lớn phát triển. Tuy rằng Việt Nam chúng ta có diện tích nhỏ hơn Trung Quốc nhiều lần, nhưng chúng ta vẫn luôn là một quốc gia duy trì được sự độc lập và chính sách của mình. Chúng ta không giống như nhiều quốc gia khác tại Đông Á hoặc là Đông Nam Á, chấp nhận chơi với những nước được người khác chỉ định hay là tham gia vào những công việc mà chúng ta không mong muốn. Việt Nam có thể tự chọn cho mình con đường riêng, nước cờ riêng để đem lại lợi ích tối đa cho dân tộc. Cuối cùng, ví dụ như thực sự Trung Quốc có thôn tính tấn công chúng ta từ biển để chia cắt đất nước Việt Nam, thì chúng ta hiện tại vẫn khó có thể bị chia cắt. Tại sao mình lại nói như vậy? Đơn giản, chúng ta vẫn còn có một người anh em thân thiết ở phía Tây, chính là Lào. Như chiến tranh chống Mỹ cứu nước, người Mỹ cũng hiểu được về địa hình nhỏ hẹp của Việt Nam chúng ta. Họ đã răng ra những cạm bẫy để ngăn chặn người Việt chúng ta có thể thống nhất đất nước. Tuy nhiên, họ lại không thể ngờ rằng người Việt chúng ta không bao giờ chịu lùi bước vì đã có mục tiêu kiên định và có cách di chuyển hết sức độc đáo. Thay vì cố gắng đi thẳng từ Bắc vào Nam, chúng ta lại bẻ lái nhẹ sang Lào rồi sau đó vòng lại miền Nam. Hiện nay, nếu như Trung Quốc nghĩ rằng có thể ngăn chặn chúng ta tại đây, thì Trung Quốc sẽ phải chứng kiến những gì mà người Mỹ đã thấy, đó là rất khó có thể ngăn cách Bắc Nam theo phương án này. Các bạn khán giả thân mến, dã tâm của người Trung Quốc lúc nào cũng vẫn có, cho dù đó chỉ là một người dân thường. Chẳng phải ngẫu nhiên mà thuật ngữ kim chỉ nam dùng để chỉ cho việc la bàn là vật luôn chỉ về hướng nước ta. Trong tình hình đó, Việt Nam cần phải cảnh giác với những âm mưu xâm lược hết sức nguy hiểm này, lại vừa phải hết sức bình tĩnh để không dính vào những cái bẫy đã được giăng ra bởi những cái đầu quá khích. Và các bạn khán giả cũng đừng quá lo lắng vì Đảng và Nhà nước chúng ta luôn sẵn sàng có những đường lối chính sách đúng đắn để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc, lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề liên quan đến Biển Đông là nhất quán, chia sẻ quan điểm về vấn đề Biển Đông. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc
và luật biển năm 1982. Hoạt động của các bên ở Biển Đông cần đóng góp vào mục tiêu chung này. Trước đề nghị của phóng viên cho biết phản ứng của Việt Nam khi mới đây Nhật Bản gửi công hàm phản đối một công hàm của Trung Quốc về Biển Đông, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhắc lại lập trường của Việt Nam về các vấn đề liên quan đến Biển Đông là nhất quán và đã được thể hiện trong nhiều dịp khác nhau. Các dân tộc cộng đồng quốc tế có lợi ích chung về việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Biển Đông. Theo đó, việc tôn trọng trật tự pháp lý trên biển và thực thi đầy đủ thiện chí trách nhiệm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 là thiết yếu. Việt Nam yêu cầu các nước liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, có trách nhiệm thực thi một cách thiện chí luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, không có các hành động gia tăng căng thẳng, tích cực đóng góp vào việc tạo dựng lòng tin, giữ gìn hòa bình ổn định, thúc đẩy trật tự quốc tế trên biển, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh. Các bạn thân mến, video của chúng tôi đến đây là kết thúc rồi. Các bạn khán giả có suy nghĩ như thế nào về chủ ý tấn công đất nước ta qua đường biển của Trung Quốc không ạ? Tháng trước, báo chí Úc đã đưa tin về việc Hải quân Nhân dân Việt Nam ta đã chính thức nhận được tàu ngầm lặn sâu thế hệ mới do Anh sản xuất, phục vụ cho công tác cứu hộ các đoàn tàu ngầm trong trường hợp không may gặp nạn. Dự kiến tàu ngầm lặn sâu này sẽ sớm được triển khai và chính thức đi vào hoạt động trong biên chế của lực lượng Hải quân. Vậy là giờ đây, bên cạnh những chiếc tàu ngầm chiến đấu hiện đại, chúng ta còn hoàn thiện được thêm về hệ thống cứu hộ tàu ngầm, đảm bảo an toàn cho các tình huống xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chi tiết về tàu cứu hộ tàu ngầm mới hay còn được gọi là S-Driver. Tàu được thiết kế, chế tạo và sản xuất bởi một chi nhánh tại Anh của công ty FET, một công ty cung cấp dầu khí có trụ sở chính tại Mỹ. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tàu cứu hộ tàu ngầm mới được phát triển có thể giải cứu cùng lúc 17 người và có khả năng hoạt động ở độ sâu lên đến 600 mét. Bên cạnh đó, nó cũng được gia tăng công suất hoạt động cùng với một hệ thống điều khiển động cơ đẩy phụ tiên tiến, cho phép đạt tốc độ lên đến 4 hải lý trên 1 giờ, hoạt động được tốt ngay cả khi đi vào khu vực có dòng chảy cao. Con tàu có chiều dài 10 mét, chiều rộng 3,2 mét có khả năng tự gắn với các tàu ngầm đang gặp nạn khác ở các góc độ có độ chênh trên 40 độ. Nhờ có bộ cảm biến tiên tiến bao gồm cảm biến đo vận tốc di chuyển, con quay hồi chuyển sợi quang, sóng siêu âm dưới nước và thiết bị cảm biến độ sâu mà SRV có thể phát hiện tàu ngầm gặp nạn nhanh hơn rất nhiều so với các loại tàu tương tự. Tất cả các cảm biến và hệ thống sonar đều được ghi lại hoàn toàn vào trong phần mềm của FET để cung cấp những chức năng nâng cao bao gồm độ sâu tự động, điều hướng tự động và lái tự động. Chức năng mới vừa rồi sử dụng cơ chế quay trục đẩy bằng điện và là độc nhất đối với loại tàu ngầm SRV mới này. Được biết, quy trình chế tạo không được tự động hóa do hình dạng đặc biệt của tàu ngầm SRV và khả năng tiếp cận hạn chế xung quanh tàu. Thế nên toàn bộ khâu chế tạo cần được thực hiện thủ công, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc và chịu sự kiểm duyệt nghiêm ngặt. Đây được đánh giá là một quyết định thận trọng. FET, công ty sản xuất ra tàu ngầm này tuyên bố, con tàu này sẽ chính thức được chứng nhận đầy đủ sau quá trình thử nghiệm trên biển. Dự kiến bắt đầu trong quý 2 năm 2021, tàu cứu hộ lặn sâu SRV được thiết kế để vận hành bởi hai thủy thủ đoàn. Một thủy thủ ngồi trước bảng mô đun điều khiển và điều khiển tàu, trong khi người thứ hai ngồi về phía sau cùng của khoang và vận hành phần lớn các cảm biến cùng hệ thống hỗ trợ sự sống, đồng thời di chuyển hỗ trợ để nước cân bằng theo yêu cầu. Khoang còn lại của SRV là khoang cứu hộ chiếm 2/3 phía sau của tàu. Thủy thủ thứ ba, người điều hành buồng cứu hộ RCO sẽ ở đây và có nhiệm vụ chuẩn bị buồng cho cuộc giải cứu, vận hành nắp cứu hộ và hỗ trợ trong quá trình chuyển 17 thủy thủ sống sót an toàn. 17 là con số tối đa cho mỗi chuyến cứu hộ của con tàu này. RCO cũng cần hỗ trợ và liên lạc với những người sống sót, đó là những người có thể bị thương hoặc trong trạng thái tinh thần không ổn định do bị mắc kẹt trầm trọng hơn là bị tổn thương bởi khí độc hoặc bệnh giảm áp. Về hệ thống động cơ, tàu sẽ trang bị động cơ điện với 6 bộ pin lithium-ion công nghệ cao có hiệu suất tuổi thọ và độ an toàn tối đa, được bố trí trong vỏ hình trụ ở hai bên của thân tàu nhằm cung cấp năng lượng cho động cơ đẩy và hệ thống hỗ trợ sự sống cũng như cung cấp điện dự phòng cho mỗi hệ thống quan trọng.
phần lớn thiết bị trên tàu ngầm cứu hộ đều được cung cấp theo cặp để dự báo, bởi lẽ bảo toàn năng lượng và dự phòng là những yếu tố cân nhắc chính trong giai đoạn kỹ thuật. Do đó, con tàu được kết hợp nhiều công nghệ tiên tiến để có thể tiết kiệm điện và cung cấp điện dự phòng trong trường hợp có sự cố trên bo mạch. Hệ thống sạc pin được thiết kế để trở thành một thiết bị khép kín phù hợp để lắp thùng chứa trên boong. Thiết bị này kết hợp với giao diện người dùng đồ họa được phản chiếu trong tàu cứu hộ tàu ngầm và sử dụng thao tác nhấn nút. Điều này làm cho việc vận hành trở nên đơn giản nhưng hiệu quả và độ an toàn cũng được nâng cao hơn. Thiết bị có 6 cổng sạc pin riêng lẻ, cho phép tất cả các pin được sạc đồng thời. Mỗi cổng được giám sát bởi một bộ giám sát tính toàn vẹn đường truyền để đảm bảo an toàn trong quá trình sạc. Hệ thống động cơ chính của SRV sử dụng một cặp động cơ điện công suất 20 kW, cung cấp lực đẩy tiến lùi và lực đẩy vi sai. Ngoài ra còn có hai bộ thủy lực cung cấp năng lượng cho 4 bộ đẩy phụ. Tàu ngầm cứu hộ lặn sâu có thiết kế phù hợp để hoạt động như một phần của hệ thống cứu hộ tàu ngầm hoàn chỉnh, bao gồm một phương tiện điều khiển từ xa ROV để khảo sát các vị trí va chạm, và một buồng áp suất trên tàu mẹ để hỗ trợ giảm áp lực cho các thủy thủ đoàn được cứu cũng như các thủy thủ vận hành tàu cứu hộ lặn sâu. Fed cho biết khi đến địa điểm của chiếc tàu ngầm bị nạn, liên lạc được thiết lập với thủy thủ đoàn. Tùy thuộc vào lý do của sự cố, ROV có thể được triển khai để giải quyết tình huống. Điều này có thể đơn giản là các tàu ngầm khỏi vướng víu, thường là lưới đánh cá, hoặc các ngăn cứu hộ có thể chứa chất dinh dưỡng và vật tư y tế để duy trì thủy thủ đoàn bị nạn trong khi họ chờ giải cứu. Ngay cả khi ROV không thể cung cấp hỗ trợ, nó cũng sẽ khảo sát địa điểm va chạm và ghi lại dữ liệu bao gồm định hướng của tàu ngầm trên đáy biển, các vật cản, dòng chảy và tầm nhìn. Nó cũng có thể để lại một thiết bị định vị tại địa điểm gặp nạn để tàu ngầm có thể nhanh chóng xác định được vị trí hỗ trợ cho các chuyến giải cứu tiếp theo. Bất kỳ thông tin nào do ROV thu thập đều sẽ được đội ngũ tàu ngầm cứu hộ lặn sâu sử dụng để thiết lập cho hoạt động giải cứu thực tế. Tuy nhiên, do được trang bị một bộ hoàn chỉnh, các công nghệ dẫn đường và liên lạc tiên tiến, tàu ngầm cứu hộ lặn sâu có thể xác định vị trí của tàu gặp nạn ngay cả khi không có dữ liệu do ROV cung cấp. Sau khi xác định được vị trí của tàu ngầm bị nạn và mọi vật cản được loại bỏ cẩn thận, tàu cứu hộ lặn sâu sẽ điều hướng để thực hiện việc kết nối với tàu ngầm thông qua cứu hộ khẩn cấp. Thời điểm mọi thứ đã đảm bảo an toàn, tàu cứu hộ lặn sâu sẽ mở cửa tiếp nhận các thủy thủ trên tàu gặp nạn di chuyển an toàn trở về tàu mẹ. Lên đến boong tàu mẹ, những người còn sống sót sẽ được điều trị thích hợp và trong trường hợp cần thiết họ sẽ được chuyển đến buồng điều áp trên tàu để được nhân viên y tế hỗ trợ. Trong thời gian chuyển giao người, hệ thống khí thở oxy và pin quan trọng sẽ được sạc lại nếu cần thiết trước khi tàu cứu hộ lặn sâu tiếp tục triển khai lập lại quy trình cho đến khi tất cả những người sống sót được cứu trợ an toàn khỏi tàu ngầm gặp nạn. Các bạn thân mến, như vậy có thể thấy được rằng việc chúng ta trang bị cho mình chiếc tàu cứu hộ lặn sâu của nước Anh rõ ràng là một mảnh ghép đầy đủ cho công cuộc cứu hộ cứu nạn đối với các trường hợp không may xảy ra sự cố khi vận hành các loại tàu ngầm trên biển. Thông tin rất vui phải không ạ? Vậy nhưng giả sử có tình huống tai nạn không nằm trong phạm vi tính toán mà tàu ngầm cứu hộ lặn sâu nước Anh đưa ra, ví dụ như vị trí xảy ra tai nạn sâu hơn 600m, lượng oxy trong tàu gặp nạn không đủ vì tàu đã bị vỡ hay số lượng thủy thủ gặp nạn nhiều hơn 17, tất cả đều trong vấn đề nguy cấp, khi ấy sẽ phải cứu ai? Rất nhiều những tình huống mà chúng ta không thể đưa ra hết được. Đơn cử như vụ tai nạn mới đây tại Indonesia với 53 thành viên thủy thủ đoàn đang thực thi nhiệm vụ trên con tàu Nanggala. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã chết khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được tàu. Mặc dù vụ việc vừa xảy ra mới đây, khi mà khoa học công nghệ đã tiến bộ vượt bậc, công cụ hỗ trợ cứu hộ đã được trang bị hiện đại hơn rất nhiều lần. Thế nhưng, sự việc đau lòng của tàu ngầm Nanggala vẫn xảy ra với bi kịch dồn tới điểm cao nhất của thảm họa là toàn bộ 53 thủy thủ đoàn đã vĩnh viễn ra đi. Sau khi điều tra kỹ bằng chứng của vụ tai nạn, chính quyền Indonesia nhận thấy, thứ nhất, khi gặp tai nạn, tàu ngầm Nanggala đã bị vỡ thành 3 phần riêng biệt, độ sâu khi dùng robot dưới nước tìm kiếm đã xác nhận được. Tàu ngầm gặp nạn đang ở độ sâu là 838m, vượt xa với con số tối đa mà tàu cứu hộ lặn sâu của nước Anh có thể làm được. Bên cạnh đó, tàu bị vỡ, lượng oxy có thể cung cấp cho các thủy thủ cũng trở nên khan hiếm và chỉ cầm cự được trong khoảng thời gian ngắn.
kể về vụ tai nạn này để quý vị thấy được rằng mặc dù chúng ta đang dần nâng cấp nhiều hơn những chiến hạm ngầm kilo, nâng cấp đội ngũ cứu hộ, cứu nạn bằng tàu ngầm lạ sâu, thì chúng ta vẫn phải trang bị thêm nhiều công cụ hỗ trợ nữa cho các tàu ngầm và tàu cứu hộ tàu ngầm. Đó cũng là điểm để người dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào tầm nhìn của lãnh đạo quân sự nước nhà khi mà chiến lược mua sắm vũ khí cũng như công cụ hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn được mang về rất thiết thực, bài bản, bổ sung hỗ trợ cho nhau để vận hành được an toàn tuyệt đối hơn. Và tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng mang tên IFQ số hiệu 927 đóng cho Hải quân Việt Nam là mảnh ghép hoàn hảo đó cho tầm nhìn chiến lược mua sắm, sử dụng bảo vệ vũ khí mà người của chúng ta. Tàu 927 IFQ là tàu cứu hộ tàu ngầm đầu tiên được đóng tại Việt Nam do nhà máy Z189 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thực hiện. Loại tàu cứu hộ thế hệ mới này được chế tạo nhằm mục đích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn các tàu ngầm, tàu mặt nước. Bên cạnh đó, khảo sát, thăm dò cũng như nghiên cứu đáy biển hỗ trợ cho việc trục vớt các vật thể dưới nước. Với nhiệm vụ trên, tàu được trang bị đầy đủ hệ thống động lực, thiết bị y tế, khí tài với rất nhiều các thiết bị chuyên dụng, có tính vượt trội như tự động phát hiện tọa độ, robot lặn để kết nối với các tàu ngầm gặp nạn, điện thoại liên lạc để phục vụ cho công tác cứu nạn thuyền viên nhanh chóng nhất khi tàu ngầm gặp sự cố. Đặc biệt, tàu còn có thể định vị vị trí và neo không dây. Trong những điều kiện thời tiết phức tạp, với lượng choán nước 3.957 tấn, vận tốc lớn nhất lên đến 15,7 hải lý trên giờ, tàu có khả năng hoạt động liên tục trên biển trong vòng 30 ngày đêm, chịu được sóng cấp 9, gió cấp 12 và tầm hoạt động là 4.000 hải lý. Tàu 927 IFQ hoàn thiện thành công với rất nhiều các thiết bị kỹ thuật cao, có thể nói là điều mà trước nay ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam chưa bao giờ thực hiện. Đó là một thành tích rất đáng được ghi nhận. Thành công mỹ mãn trong việc đóng tàu cứu nạn tàu ngầm đa năng đã thể hiện được năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong việc tiếp cận cũng như làm chủ công nghệ đóng tàu hiện đại, từ đó đáp ứng tốt nhiệm vụ và mục tiêu ngày càng hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng nước nhà. Các bạn thân mến, hy vọng với những thông tin vừa rồi sẽ khiến các bạn cảm thấy vui và tự hào vì những gì mà nước ta đã và đang làm được. Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố ngày 15 tháng 8 năm 2021 cho biết, Nga đang là quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới, chiếm 20% doanh số bán vũ khí trên toàn cầu, chỉ duy nhất đứng sau cường quốc Hoa Kỳ, chiếm 37% doanh số. Con số đó đã nói lên rằng vũ khí cũng như thiết bị quân sự của Nga nhận được sự quan tâm cũng như ưa chuộng lớn của rất nhiều nước, vũ khí mạnh mẽ, hiệu quả cao, giá thành hợp lý. Đó là những lý do khiến cho ngành công nghiệp vũ khí nước này phù hợp với nhu cầu nhập khẩu quốc phòng của nhiều quốc gia trên thế giới. Thế nhưng mới đây, tàu ngầm hạt nhân Oren Lofoska 2 của Nga lại gặp trục trặc, chết máy và bị trôi dạt trong vùng lãnh hải của Đan Mạch. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên lớp tàu này từng gặp phải những sự cố, đã có một sự cố kinh hoàng hơn với lớp tàu này vào năm 2000. Sự việc lần này xảy ra lại một lần nữa làm dấy lên lo ngại liệu tàu ngầm của Nga có thực sự an toàn. Các bạn thân mến, cuối tháng 8 năm 2021, Hải quân Đan Mạch thông báo về sự cố xảy ra với tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa dẫn đường Orel của lực lượng Hải quân Nga gặp trục trặc về hệ thống đẩy tại vùng biển Baltic gần thành phố Astrup của quốc gia Đan Mạch. Sự cố này đã khiến Hải quân Nga phải chuẩn bị phương án sẵn sàng cho hoạt động kéo tàu ngầm về. Nhưng may mắn tàu sau đó đã hoạt động trở lại. Chi tiết về vụ việc hiện vẫn chưa được công bố rõ ràng. Trang Sjøbaren Observer đưa tin như sau, tàu ngầm Orel khi đang di chuyển tàu khu trục tên lửa sân ngầm lớp Udeloy trên hành trình của Phó Đô đốc Ukhalov từ St. Petersburg đến bán đảo Kola thì không may gặp sự cố. Tàu tuần tra HDMS Diana của Đan Mạch cũng tiếp cận và đề nghị được hỗ trợ, nhưng liên lạc bất thành khi không thể kết nối được tín hiệu vô tuyến với tàu ngầm Nga. Thủy thủ đoàn tàu Phó Đô đốc Kulakov cuối cùng đã đáp lời và từ chối khéo về đề nghị này. Tàu HDMS Diana của Đan Mạch sau đó cũng làm nhiệm vụ của mình, hộ tống tàu ngầm Orel. Các tàu ra vào biển Baltic đều buộc phải đi qua vùng lãnh hải Thụy Điển hoặc Đan Mạch. Do đó, các tàu chiến nước ngoài được quyền di chuyển qua khu vực này, theo như quy định quốc tế về việc qua lại không gây sự ảnh hưởng. Nhưng dưới sự hộ tống của Hải quân những nước này, đăng thông tin trên tài khoản mạng xã hội Facebook Hải đội 3 thuộc Hải quân Đan Mạch, đơn vị phụ trách vùng biển ngoài khơi Astrup cho rằng
chuyến hộ tống vừa rồi sẽ đi vào lịch sử bởi sự thú vị và cả sự gay cấn của nó khi tàu ngầm hạt nhân Orel lớp Oscar 2 gặp phải trục trặc với hệ thống đẩy và bị trôi giạt với tốc độ khoảng 1,5 knot, tương đương 2,7 km về phía đảo Cedro. Hải quân Đan Mạch đã đề nghị để được giúp đỡ tàu ngầm nhưng nhận lại một sự từ chối lịch sự và điều này thật ra cũng không có gì bất ngờ. Sau khi sự cố được khắc phục, tàu ngầm Nga tiếp tục đi về phía bắc đến vùng biển Skagerrak giữa Đan Mạch và Na Uy và không cần đến sự hỗ trợ của tàu kéo. Sở chỉ huy quân đội của Na Uy thông tin cho biết tàu ngầm Orel ban đầu di chuyển trong trạng thái nổi trên mặt nước nhưng sau đó đã lặn xuống biển. Hải quân Nga hiện vẫn chưa có bất kỳ giải thích nào về sự cố trên. Được biết đến là chiếc tàu ngầm có khả năng mang tên lửa hành trình thế hệ 3 thuộc đề án 949A. Orel được biên chế chính thức vào năm 1993 và là một trong ba chiếc tàu ngầm lớp Oscar 2 hiện vẫn hoạt động trong hạm đội biển Bắc với chiều dài là 154 m, lượng dặn nước khi lặn là 16.400 tấn. Đây được đánh giá là loại tàu ngầm lớn thứ tư trong lịch sử thế giới từng được chế tạo, cũng là tàu ngầm với khả năng mang tên lửa hành trình lớn nhất thế giới. Nó chỉ mất vị trí này sau khi Mỹ hoán cải 4 chiếc tàu lớp Ohio vào năm 2007 để mang tên lửa Tomahawk. Tàu có thể đạt vận tốc tối đa khi lặn là 60 km/h, cùng độ sâu lên đến 500 m. Vũ khí chính của Orel là 24 quả tên lửa diệt hạm P-700 Granit. Với tầm bắn 625 km, tốc độ hành trình là 3.100 km/h và khả năng sử dụng đầu nổ nặng tới 750 kg, sức mạnh của chúng còn được tăng lên đáng kể sau khi tiến hành nâng cấp cải hoán vào năm 2017. Theo đó, 24 tên lửa diệt hạm P-700 Granit được thay thế bằng 72 tên lửa hành trình P-800 Onyx và 3M14K Cavalier. Đây là hai loại tên lửa hành trình siêu thanh có thể diệt toàn bộ các mục tiêu trên bộ và trên biển với tầm bắn tối đa là 2.500 m. Tàu còn có khả năng mang theo bom hạt nhân nổi chìm hoặc ngư lôi đầu đạn hạt nhân nhằm tiêu diệt tàu nổi và cả tàu ngầm đối phương. Với tất cả những trang bị của mình, tàu ngầm đề án 949A lớp Oscar 2 này còn được gọi với cái tên là sát thủ tàu sân bay bởi lẽ nó có thể hạ gục được bất kỳ những chiến hạm nào được đánh giá là lớn nhất thế giới. Được biết, Liên Xô luôn chế tạo những loại vũ khí có sức hủy diệt kinh hoàng với mục đích làm cho những cái đầu nóng của phương Tây phải nhanh chóng giảm nhiệt. Lớp tàu Oscar 2 cũng là một trong những vũ khí đó và từng được coi là một kỳ quan trong lĩnh vực tàu ngầm vào thời điểm chúng ra đời. Hải quân Liên Xô ban đầu dự định đóng mới 20 tàu ngầm loại này, thế nhưng cuối cùng chỉ có 14 chiếc được đóng, trong đó có 6 chiếc bị bỏ dở, 2 chiếc trong quá trình hoàn thiện nhưng được cho là không bao giờ được tiếp tục. Một chiếc đã bị cho nghỉ hưu lại biên và một chiếc đã từng gặp tai nạn vô cùng khủng khiếp vào tháng 12 năm 2000. Vậy là chỉ còn 3 chiếc hiện đang hoạt động trong biên chế hải quân nước này. Như chúng mình cũng đã chia sẻ từ ban đầu, việc gặp trục trặc của tàu Orel ở lớp Oscar 2 không phải là lần đầu tiên đã từng có một sự cố kinh hoàng hơn với lớp tàu này vào năm 2000. Theo như thông tin truyền thông ghi nhận được vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8, khi đang diễn tập bắn đạn giả trên biển Beringer, bất ngờ liên tiếp hai vụ nổ lớn xảy ra bên trong chiếc tàu ngầm hạt nhân Kursk thuộc lớp Oscar 2 của Hải quân Nga. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Kursk đã chìm sâu xuống dưới đáy biển Beringer. Hàng loạt biện pháp hỗ trợ ứng cứu đều được tiến hành nhanh chóng, thế nhưng kết quả vẫn không có gì khả quan hơn. Toàn bộ 118 người, bao gồm thủy thủ và sĩ quan đã hy sinh. Lần cuối cùng, con tàu nổi lên ở cảng vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày. Tham gia diễn tập bắn đạn giả cùng quốc còn hai con tàu khác, một tàu thuộc lớp Typhoon, một tàu K-114 Tula thuộc lớp Delta 4. Ngày 12 tháng 8 lúc 11 giờ 30 phút, một tiếng nổ được phát ra từ phía dưới lòng biển gần như ngay lập tức. K-141 phát đi thông báo khẩn về việc có tiếng nổ lớn trong khoang phóng ngư lôi. 23 thủy thủ may mắn thoát chết đã tập trung lại vào cùng một khu vực họ cho là an toàn, nhất phần đuôi tàu ngầm. Lúc đó, thuyền trưởng cũng đã rất cố gắng ghi lại tên những người còn may mắn sống sót sau hai vụ nổ liên tiếp. Họ cũng dùng nhiều phương án để thoát ra được bên ngoài. Thế nhưng vì áp suất nước quá lớn, tất cả mọi nỗ lực đều thất bại. Con tàu nhanh chóng bị chìm xuống độ sâu 108 mét. 23 thủy thủ cuối cùng cũng đã qua đời sau 8 tiếng đồng hồ vì ngộ độc khí CO. Vậy là cuối cùng, toàn bộ thủy thủ đoàn đã hy sinh, một kết cục quá tàn khốc.
có thể vì lý do sợ lộ những bí mật trên kết cấu tàu cũng như những công nghệ chứa trên con tàu tối tân này, Nga đã tự mình làm hết mọi thứ mà không chấp nhận bất cứ một lời đề xuất giúp đỡ nào từ Anh và Na Uy và cả một hạm đội từ Mỹ. Trong suốt hơn 20 năm qua, rất nhiều giả thuyết được đưa ra về tai nạn của chiếc tàu ngầm hạt nhân tối tân này. Nhiều người đánh giá thảm họa xảy ra do lỗi từ phần thiết kế hoặc cũng có thể Nga đã vi phạm những quy định quan trọng về mặt bảo dưỡng và lưu giữ vũ khí. Giả thuyết khác thì cho rằng tàu ngầm này đã bị một con tàu khác của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển đó bắn nhầm. Hai bên sau đó đã thương thảo để ỉm đi vụ việc nhằm tránh xung đột quân sự xảy ra, dễ đẩy cả thế giới vào những viễn cảnh đen tối. Mặt khác, Ủy ban điều tra của chính phủ Nga lại cho rằng nguyên nhân của vụ chìm tàu chính là do vụ nổ xảy ra khi tàu đang chuẩn bị sẵn sàng phóng thủy lôi vào mục tiêu giả định. Nguyên Viện trưởng Viện Kiểm soát Tối cao Nga ông Vladimir chia sẻ, một ngư lôi đã phát nổ trong ống chứa ngư lôi thứ tư bởi chất hydroperoxide, nhiên liệu của ngư lôi bị rò rỉ bên ngoài, tiếp xúc với dầu lửa và kim loại gây ra vụ nổ. Việc nhiên liệu bị rò được khẳng định là do ngư lôi bị hư hỏng trong quá trình di chuyển để đưa lên con tàu. Tai nạn của tàu ngầm Quốc là một trong những tai nạn kinh hoàng nhất trong lịch sử hải quân nước Nga cũng như trên toàn thế giới. Với những gì đã từng xảy ra trong quá khứ cùng với sự việc xảy ra gần đây, con tàu Orel Lofoska 2 gặp trục trặc trên vùng lãnh hải Đan Mạch đã một lần nữa làm dấy lên lo ngại cho nhiều người. Những phương tiện hạt nhân được đánh giá là hiện đại bậc nhất còn có thể xảy ra sự cố. Liệu những chiếc tàu ngầm lớp Kilo của Nga cung cấp cho Việt Nam có thực sự an toàn? Các bạn thân mến, chúng mình phải một lần nữa khẳng định rằng tàu ngầm nói riêng cũng như tất cả các loại vũ khí công nghệ cao nói chung, chung quy lại cũng đều chỉ là máy móc. Đã là máy móc thì chuyện sai sót về mặt kỹ thuật đều không thể nào tránh khỏi 100% được. Những sai sót đôi khi xảy ra từ lỗi của con người, rồi có khi lại là các vấn đề do vũ khí trang bị bên trên con tàu ngầm phát sinh ra. Nói chung mọi thứ đều có thể xảy ra, không thể tính hết được các sự cố. Thế nên, những câu chuyện sự cố như trên thực chất là những việc hoàn toàn hiếm gặp. Có chăng 100 chiếc xe gặp khoảng 1 đến 2 chiếc có lỗi kỹ thuật như vậy và thường là rất nhỏ. Bởi lẽ ngành công nghiệp vũ khí thiết bị quân sự của Liên Xô bây giờ là Cộng hòa Liên bang Nga hiện đại tối tân như thế nào thì đều đã được thế giới kiểm chứng rồi. Không thể có chuyện một quốc gia sản xuất ra những trang bị kém chất lượng hay không đảm bảo mà lại được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng và lựa chọn đến như vậy. Một quốc gia đã từng nhiều năm đứng đầu về xuất khẩu vũ khí trang bị quân sự trên thế giới, hiện nay đang giữ vị trí thứ hai, đã đủ để chúng ta yên tâm về mặt thương hiệu rồi phải không ạ? Chưa kể, nói đến 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo mà Việt Nam ta ký hợp đồng mua của Nga từ năm 2009, chiếc thứ 6 trong hợp đồng này đã được cắt hết đóng và hạ thủy vào tháng 9 năm 2015, tức là chiếc cuối cùng đến nay cũng đã được 6 năm. Đến nay, chúng vẫn hoạt động vô cùng hiệu quả, chưa có một vấn đề gì xảy ra. Hơn nữa, trong bảng xếp hạng sức mạnh lực lượng tàu ngầm của các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhờ có biên đội 6 tàu ngầm tấn công diesel điện lớp Kilo 636.1 hiện đại do Nga chế tạo này mà chúng ta đừng hoảng đứng ở vị trí số 1. Cũng phải nói thêm rằng, trong khu vực Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất sở hữu lực lượng tàu ngầm có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công vào những mục tiêu từ trên đất liền cho đến trên biển bằng việc sử dụng tên lửa hành trình Caliber. Chia sẻ một chút, tàu ngầm Kilo của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ bí mật theo dõi, tấn công và tiêu diệt hoàn toàn tàu ngầm của đối phương, đảm bảo nhiệm vụ chống ngầm, bảo vệ cho lực lượng hải quân của ta. Ngoài ra, chúng còn có khả năng sinh sát và tiêu diệt các cụm tàu nổi bao gồm tàu hộ vệ, khu trục, tàu trinh sát kỹ thuật, hàng không mẫu hạm của lực lượng hải quân đối phương, tấn công nhanh vào các mục tiêu đầu não của địch trên mặt đất. Về cơ bản, những thế mạnh và nhiệm vụ mà tàu ngầm do Nga sản xuất sở hữu lấn át hoàn toàn so với các nhược điểm được coi là cản vật của chúng. Chia sẻ như vậy là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm rồi phải không ạ?